Nay mình thưởng chỉnh mấy bàn tròn múa điếu. Điếu cày. Đầu tiên là chúng ta nhìn tổng thể về điếu. Điếu mình mới mua. Điếu chủ yếu là dùng cho người thích thú thuốc lào thôi. Còn thích đẹp thì có nhiều người họ thích chạm trụ rồng đánh trên mây gì đó. Thị trường thì có nhiều loại điếu. Tôi mấy bạn nên chọn mua điếu mà bọc không đồng ở đầu. Vì hút về lâu bây giờ thì nó sẽ bị nó dính ghét đây này. Thì lúc dính ghét thì lúc đưa miệng nó dính lên miệng. Và chiều dài của điếu thì tròn điếu tầm 60 đến 70 cm. Để lúc mình đưa miệng châm điếu cho nó vừa tay. Ví dụ thêm cái nữa đó là miệng điếu thì bạn đo khoảng 2 đốt tay đây, 2 đốt. Đốt này hút cho nó vừa miệng, đỡ cánh mùi rít điếu đỏ cũng không hảo, nó ngon hơn nữa. Hai điếu này làm giúp cái miệng điếu nó dày thì giúp cái điếu chắc chắn hơn, thì lỡ tay bạn nó rơi vỡ nữa thì hẳn không vỡ không nít. Và quan trọng nữa là trong cái điếu nó có 2 mắt, một cái mắt nằm đây, mắt nằm ngay đây này, và một cái mắt nằm dưới này ngay đây, thì điếu nó sẽ ngon hơn. Và chọn cái nọ thì thường nọ hình phễu, và muốn hút được nọ ngon thì chọn cái nọ bằng gỗ. Đây là nọ bằng gỗ mun. Còn cái điếu này thì nó làm được bằng từ tre, nó đã hun khói nên có màu đen. Điếu hiện tại thì nó có một cái điếu nứa nữa. Điếu nứa thì theo như mình biết thì lúc hút thì cẩn thận hơn vì nó dễ nít. Còn mình mới hút thì nên chọn điếu tre cho nó chắc chắn hơn. Đấy, tổng thể cái điếu như vậy thôi. Chú ý là chọn điếu đốt hai đốt tay. Đó. Và bọc đồng để hút lâu dài với nó dính ghét ở con này nè, thì giúp bạn lúc hút thì nó dính trong miệng. Và điếu nhỏ hai đốt này đưa lên miệng nó vừa. Đây của mình chưa đến hai đốt nè. Và cái quan trọng nữa là lúc bạn chọn điếu á, thì bạn cái điếu mới á, bạn cầm bạn rít thì nó sẽ nghe tiếng kêu. Đó. Là điếu nó kín. Test thêm cái nữa là bạn một miệng bạn rít, còn tay bạn bịt cái lỗ lại, nếu rít nó mà kín hơi thì bạn rít hơi vất vả. Chắc chắn. Một điếu hút kín. Điếu này về thì bạn trước khi bạn hút thì đây mình điếu mới, mình chưa mua, mình chưa xui xài. Đang nghe mùi hôi, mùi thơm của cái tre này. Nếu mà bạn muốn xài trước khi xài thì bạn nên về hòa nó muối loãng, ngâm lên khoảng 1 ngày, đổ đây, thẳng lên ngâm 1 ngày, xong nó mới hút. Hoặc thì có bạn này dùng pha cà phê, đổ cà phê vào đây để nó bay cái mùi đi thì hút nó thơm hơn. Có nhiều bạn mua điếu thì lưu ý, ví dụ cái hôm này nếu họ bọc đồng thì phải bọc 2 dây đây, giống dây này này. Đấy, bọc 2 dây này để sau này mình tháo nọ ra là mình xin tháo ra đút vào, tránh trường hợp cái lỗ nó sẽ bị nít, lúc mình hít thì nó không kín thì điếu hút nó ngon, nó ra hết khói là mất hít không khí và nó ngon. Và làm vệ sinh cái nọ này thì theo kinh nghiệm của mấy người trước họ nói thì nên lấy lông gà tháo được, mà lấy lông gà soi chứ đừng lấy que đồ mà chọc hư cái nọ đi, vì điếu ngon không quan trọng cái nọ này, vì hút mà nó rít cái điếu nhỏ này này giúp mình tiết kiệm được thuốc này mà rít kín này. Ví dụ như lúc bạn làm một cái thuốc á mà bỏ vào đây thì vừa vặn luôn, hút hết cháy hết luôn. Thế nhưng lúc cái lỗ này to quá không được. Còn bạn nào muốn hỏi giá mua điếu thì cứ việc hỏi, mình chỉ nơi mua cho đảm bảo giá không tạm.
Thôi chào các bạn.